Chào mừng tất cả quý chị nghe. Và ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ chia sẻ cho anh chị coi như là đột nhập trực tiếp vào kho đại lý chính hãng. Đó chính là quy trình để chúng ta lắp đặt bộ body kit Trung Đông chính hãng cho chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới nhất hiện nay. Đây là cái công đoạn mà các anh kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ tháo bộ cản trước bậc lên xuống theo xe. Và ví dụ như ở đây thì trong cái phần lót lòng về này, chúng ta sẽ thay được bằng toàn bộ lót lòng về mới nhá. Tất cả hàng của tôi sẽ làm hàng made in Japan chính hãng luôn ạ. Đó, tuyệt vời không ạ? Đây là bộ lót lòng về chính hãng, nhập từ Nhật về. Cái bộ đây là bộ cản trước, đúng không ạ? Bộ cản trước, bộ bậc theo xe thì sẽ tháo ra nhá. Toàn bộ bậc theo xe cũng sẽ tháo ra. Đây là phía đằng sau, đây là phía đằng sau của bộ body kit. Khi mà chúng ta lắp đặt như thế này thì sẽ là như thế nào đây ạ? Với cái bộ này thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tổng là lên đến 64 chi tiết. Tổng là lên đến 64 chi tiết nhá. Từ những cái con clip, từ những chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều hàng chính hãng từ Toyota luôn. Phụ kiện chính hãng Toyota Land Cruiser LC300 đang được lắp đặt tại chính hãng, lắp đặt bộ body kit rất tuyệt vời luôn. Những cái viền lòng về này cũng sẽ được thay này. Đó, đây là cái phần ốp cản ở phía sau đây. Đây chúng ta cũng tranh thủ ngắm nhanh một chiếc nội thất của Toyota Land Cruiser LC300 ở thế hệ mới nhất. Tuyệt vời đúng không ả? Đây là bộ cảm biến ở phía sau mà Toyota dùng chung với của Lexus đây này. Rất hay này. Bệ bước chân theo xe đã được tháo ra nhá. Tay nắm cửa, khi tay nắm cửa chúng ta được thay vào nó sẽ như thế này. Nó sẽ có cái ốp như thế này. Ví dụ chưa thay đây, chưa thay, lúc nữa thì anh kỹ thuật viên sẽ thay nhá. Nó sẽ ốp như thế này. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Tiếp tục nào. Chúng ta sẽ ngắm nhìn tổng quan ở phần phía sau. Đây là tổng quan ở phía sau này. Tổng quan lắp đặt bộ body kit Trung Đông. Đây là chúng tôi là quay để anh chị biết được rằng là đang trong cái quy trình lắp đặt chính hãng. Chứ còn sau đây thì chúng tôi sẽ, khi mà ở phần cuối clip thì Văn Hội sẽ chia sẻ cái hình ảnh một bộ hoàn thiện nhá. Một bộ hoàn thiện 64 chi tiết. Cảm biến này, cảm biến góc trước này, rất tuyệt vời này. Hệ thống cảm ứng trước của hệ thống Toyota Safety Sense này. Bậc, đây bộ bậc chuẩn bị được lắp vào đây. Bộ bậc lắp đặt vào đây. Lót lòng về lắp đặt vào đây. Đó, tất cả đều hàng chính hãng. Đây, anh kỹ thuật viên chuẩn bị được thay lót lòng về đây. Sẽ tháo cái lót lòng về nguyên bản ra nhá. Sẽ tháo bộ lót lòng về nguyên bản này ra. Đây, tháo hẳn ra như thế này. Chúng ta sẽ tháo hẳn ra, coi như là trơ hẳn ra. Sau đó chúng ta sẽ lắp cái bộ của body kit này vào. Nó sẽ có những gân rãnh như thế này nhá. Rất thể thao, rất khỏe khoắn thể thao luôn. Hàng chính hãng mà. Ok, nào chúng ta ngắm nhanh phần động cơ nào. Đây là khối động cơ của Land Cruiser LC. Đây, các anh kỹ thuật viên sẽ lắp đặt bộ body kit vào. Vậy là toàn bộ hai lót lòng về ở phía trước là chúng ta sẽ được thay luôn nhá. Đó. Tất cả đều sử dụng hàng chính hãng. Sau chúng ta sẽ dán tem kỷ niệm 70 năm ở đây này. Và thêm cái phần tem tàu Win Turbo hay tem VXR ở phía sau đây. Lúc nữa phần hoàn thiện thì Văn Hội sẽ quay cho anh chị.
Tất cả sản phẩm của chúng tôi là made in Japan hết này. Made in Japan hết nhá. Anh chị hoàn toàn yên tâm ạ. Đó chính là cái chia sẻ nhanh, lắp đặt. Còn đây, tiếp tục nào, tiếp tục đến phần đèn. Đó, chúng ta như cái phần đây, tay cửa khi được thay xong đây. Anh chị này, tay cửa thay xong này, tay cửa mạng chrome thay xong này, ốp gáo gương mạng chrome lắp xong này. Đó, nó sẽ dần dần tay cửa phía sau cũng đã được thay xong này. Tuyệt vời. Tất cả của chúng ta sẽ là lắp đặt, đều là hàng chính hãng hết nhá. Đều hàng chính hãng. Bộ Modulo Body Kit cho chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300 lần đầu tiên được đột nhập như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem phần kết quả nào. Chào mừng tất cả quý anh chị khách hàng, Toyota Land Cruiser LC300 Trung Đông VXR lắp bộ body kit thể thao cực đẹp và cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Trong clip ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ đi review để cho anh chị ngắm được chi tiết từng cái gọi như là ngóc ngách, từng cái phụ tùng phụ kiện chính hãng khi mà độ lên bộ body kit Trung Đông như thế này. Vậy là ở phần phía đầu xe thì Land Cruiser LC300 khi mà độ Trung Đông như thế này thì chúng ta chỉ giữ lại nguyên cái mặt ca lăng ở phía trên cũng như là phần logo. Còn toàn bộ ở phần cản trước từ trên này, bắt đầu từ dưới cái phần đèn pha nhá, thì toàn bộ cản trước luôn là chúng tôi sẽ thay mới luôn cho anh chị. Nhìn hốc gió thể thao mới trông khỏe khoắn không ạ? Hay 4 cảm biến cảnh báo va chạm trước sẽ được lắp đặt trên một cái thanh giá ngang mới, hoàn toàn mới. 4 cảm biến cảnh báo va chạm trước đó ạ. Và gì nữa nào? Ở phía trước thì chúng ta sẽ có 2 ốp chrome ở phía trước. Trong khi đó cái phần nào ạ? Đó chính là cái phần đèn gầm. Phần đèn gầm chúng ta thì sẽ có thêm 2 cái hốc viền mạ chrome nữa. Mới nhận diện được là toàn bộ phía đầu xe nhé. Nếu mà có cái dịp nào đó thì Văn Hội sẽ để 2 xe song song cạnh nhau mới thấy sự khác biệt, gần như là sẽ khác biệt hoàn toàn đấy ạ. Hốc của cái đèn sương mù mạ chrome sang trọng sáng bóng. Hay như là ngay như cả cái phần rửa đèn nhá, cũng là cái nắp mới. Đặc biệt trong cái hốc phía trước này này, cái lót lòng về cũng như là cái mép ở cái phần lốp trước chúng tôi đều thay mới hoàn toàn. Tất cả là hàng chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ốp gương mạ chrome sang trọng, thể thao và nổi bật, giúp cho Toyota Land Cruiser LC300 lắp ráp thêm bộ body kit nhập khẩu Trung Đông thì cực kỳ là khỏe khoắn và tuyệt vời luôn. Rất thể thao. Đây là chúng ta đến với phần tiếp theo, đó chính là bệ bậc. Bệ bậc chúng ta còn có cả cái phần đèn. Khi mà chúng ta mở cửa ra thì cái phần đèn LED nó sẽ soi, đặc biệt nhất là buổi tối chúng ta sẽ thấy được, nó sẽ sáng nhá. Nó rất rất sáng luôn đó ạ. Và gì nữa nào? Chúng ta đến ngay phần hốc ở phía sau. Chúng ta nhìn thấy tổng quan không ạ? Ở đây thì chúng ta là chưa có thêm cái thai tay nắm cửa mạ chrome. Chúng ta đã có logo 70, kỷ niệm 70 năm rồi. Logo VXR. Đầu tiên chúng ta đến với logo kỷ niệm 70 năm của chiếc Toyota Land Cruiser Anniversary. Rất tuyệt vời luôn. Và gì nữa nào? Ở trên nẹp dọc nóc xe thì nó theo xe rồi. Thì chúng ta ở phía bên phải, dưới đèn hậu thì chúng ta sẽ có cái logo VXR thể thao Trung Đông. Còn ở phía bên sườn trái thì sao? Ở bên sườn trái của chúng ta sẽ có logo là Twin Turbo nhá. Trông nó sẽ rất thể thao khỏe khoắn. Tất nhiên hai bên sườn chúng ta sẽ có tem 70, kỷ niệm 70 năm rồi. Toàn bộ phần cản sau của chúng ta cũng sẽ là thay mới nhá. Logo Twin Turbo rất sang trọng, nổi bật và bề thế. Cũng như là logo kỷ niệm 70 năm đây. Rất tuyệt vời. Land Cruiser LC300 lắp ráp bộ body kit nhập khẩu Trung Đông, nhìn trông rất khỏe khoắn và bề thế. Toàn bộ cản sau cũng như là cản trước sẽ là thay mới.
Và cản sau thì anh chị sẽ nhận diện rõ hơn khi mà toàn bộ cái đường viền mạ chrome nó sẽ chạy ngang cả sang hai bên. Chỗ này là chúng tôi thay hết đấy ạ, thay hết toàn bộ luôn đấy ạ, không giữ lại gì đâu ạ. Đó, ở phần phía cản phía sau. Nào, bậc bệ thay toàn bộ này. Cản trước thay hết này, cản sau thay hết này. Và tất cả các viền, các anh chị nhìn cái viền của trên cái hốc lốp đấy không ạ? Đó, thì cái phần đó thì chúng tôi cũng nó sẽ là thay mới nhá. Mà cả lót lòng vè luôn. Bậc bệ là sẽ có thêm cái phần đèn. Đây là tổng quan phần phía thân xe của Toyota Land Cruiser LC300 VXR, lắp ráp bộ thể thao nhập khẩu Trung Đông chính hãng. Nhập, tức là cái form sẽ là Trung Đông, còn tất nhiên là phụ kiện là nhập Nhật ạ. Đó, cái phần đèn đấy ạ. Đó, anh chị nhìn thấy phần đèn không? Đó, 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 phần đèn đấy ạ. Buổi tối mà tất cả là cảm giác luôn anh chị nhá. Giác chờ của nhà sản xuất. Nếu anh chị nào yêu thích hơn nữa thì khi mở cửa này thì chúng tôi có bán thêm cái phụ kiện để soi ra chữ cái logo Land Cruiser. Đó, chúng ta sẽ có thêm cái phần đó nhá. Đây là tổng quan ở bên trong nội thất xe Toyota Land Cruiser LC300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Thì sẽ có đến hai tùy chọn tông màu nội thất, đó chính là nội thất đen cũng như là màu nội thất be. Đó chính là hai màu nội thất. Nhưng trong clip của ngày hôm nay thì chúng ta ngắm nhanh thôi, chủ yếu là chúng ta sẽ đi sâu chi tiết vào phần phụ kiện bộ body kit thể thao. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Với bộ body kit thể thao này thì trông xe sẽ trường xe hơn. Nội thất ở bên trong của Land Cruiser luôn được đánh giá là cực kỳ là rộng rãi rồi. Đóng cửa thì chắc chắn đúng không ạ? Đó. Toyota Land Cruiser LC300 lắp bộ body kit phong cách VR Trung Đông, hàng chính hãng, lắp đặt tại chính hãng luôn anh chị nhá. Nó rất hay ở chỗ đấy ạ. Anh chị cần đặt hàng cũng như là lắp ráp, và đặc biệt nữa là giao xe ngay, giao toàn quốc, phục vụ lắp toàn quốc, chúng tôi lắp toàn quốc luôn ạ. Thì anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Theo từng vùng miền, đội ngũ tư vấn size chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh chị. Còn chúng ta sẽ đang ngắm nhìn lại một lần nữa tổng quan chi tiết nhất. Khi mà lên bộ VXR này, anh chị nhìn ở ngoài thì trông nó thể thao, khỏe khoắn cũng như là cực kỳ là bề thế luôn ạ. Nhìn trông nó sẽ rất trường dáng nhá. Đặc biệt nhất là phần đầu khi mà có những cái hốc đèn mạ chrome này, hay như là cái phần dưới cái phần mặt ca lăng này, đường viền trước đấy ạ. Có một cái chi tiết Văn Hội muốn giới thiệu cho anh chị, đó chính là gì ạ? Ngay cả những cái phần hốc lốp như thế này, anh chị thấy không? Cái những cái đường gân sóng thể thao đây này, là chúng tôi thay toàn bộ nhá. Chúng tôi sẽ thay toàn bộ cái hốc, vừa là giúp cách âm nhưng lại mang phong cách thể thao. Và toàn bộ là cái chắn bùn. Khi mà chúng ta lắp như thế này thì chúng ta sẽ có thêm phần chắn bùn này. Đó, chúng ta sẽ có thêm phần chắn bùn. Và Văn Hội đánh giá cao nhất đó chính là cái phần đường gân ấy. Cái đường gân thể thao ở bên trong cái hốc lốp, hàng nhập Nhật nhá. Trông rất khỏe khoắn, thể thao và bề thế. Land Cruiser LC300 lắp ráp phong cách VXR nhập khẩu Trung Đông, rất khỏe khoắn, thể thao và bề thế. Với giá niêm yết của xe là 4.286.000.000 đồng. Và màu trắng ngọc trai sẽ là 4.297.000.000 đồng. Toyota Land Cruiser LC300 đang sẵn xe, đủ màu để giao ngay. Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để lắp đặt bộ phụ kiện thể thao, cũng như là nhận xe, giao xe sớm với chương trình giá bán cực tốt. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.